Việc này không liên quan tới anh. Giữa đàn ông với nhau, thẳng thắn chút đi. Nói cho tôi biết, tại sao đã có tổ mạng mà còn đi tìm cô khác? Anh cũng nói đây là chuyện giữa đàn ông, sao còn đến chất vấn tôi? Anh không có lương tâm hay là không có đủ dũng khí nên mới không dám ra mặt? Cô ấy một lòng một dạ bên cạnh anh, tô mạng mới đi New York có mấy ngày, anh đã nhanh chóng yêu người khác. Anh và tô mạng chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Anh không hiểu được đâu, tôi không thèm hiểu mấy chuyện này. Không ngờ anh lại giả dối như vậy, tôi thấy không đáng cho tô mạng. Anh có biết cô ấy thích anh nhiều thế nào không? Mấy hôm nay không tìm thấy anh cô ấy như thế nào? Nếu như anh còn là con người, anh lấy quyền gì mà quản chuyện của tôi? Anh thích tô mạng phải không? Thích, tại sao không nói? Việc này không liên quan tới anh. Sao vậy? Tới rồi. Anh định đưa tôi đến vùng ngoại ô hoang du nữa hả? Cô vừa gặp ác mộng à? Tôi vừa mơ thấy trong lúc tôi ngủ có người đưa tôi ra đồng hoang du, còn giả quỷ hù tôi nữa. Tô Mạng dạo này cứ mơ thấy ác mộng, lần này lại mơ thấy một tên biến thái rồi. Đúng, đúng là một tên biến thái. Được rồi, tôi tới nhà rồi, không nói với hai người nữa, thứ hai gặp. Tạm biệt, tạm biệt. Con ếch ồn ào Phan Văn Kiệt này cuối cùng cũng xuống xe rồi. Thế giới yên tĩnh rồi. Tôi mong sao anh ta tìm vợ, tìm phải một cô vợ lắm điều hơn anh ta. Được rồi, làm phiền anh đưa tôi về nhà nha. Được rồi, tôi đưa cô về. Cảm ơn. Ủa, cô Tô về rồi hả? Tôi về rồi. Bạn trai cô không đi đón cô à? Bạn tôi đã tới lấy táo chưa? Mấy hôm trước tới lấy rồi. Cảm ơn nha. Thật sự rất cảm ơn anh. Có muốn vào nhà uống chút gì không? Được thôi. Mời vào. Tôi biết là anh không thích uống trà, nhưng mà nhà tôi cái gì cũng không có. Trà cũng được. Alex ở Singapore mấy ngày vậy? 2-3 ngày nữa là về thôi. Thời gian cô không ở trong nước, công ty có chút thay đổi. Chủ tịch đã quyết định toàn bộ bộ phận đầu tư sẽ do tôi quản lý. Cô về thì chú ý thích ứng, làm tốt công việc của mình. Tôi và Alex vẫn luôn an phận thủ thường, sẽ tự mình làm một nhân viên tốt. Cô có vẻ không phục. Phục, tôi phục anh. Nhưng mà tôi không phục quyết định của công ty. Thì ra cô muốn giúp Alex lấy lại công bằng. Tôi nhắc cô biết, sắp xếp nhân sự của công ty tốt nhất là cô đừng xen vào. Mai tự có sắp xếp riêng. Cô có xen vào cũng không tốt đâu. Nhưng như thế không công bằng với Alex. Cô quan tâm anh ta tới vậy sao? Anh ta, anh ta đáng cho cô bảo vệ tới thế sao? Tôi bảo vệ anh ấy không phải xuất phát từ tình cảm cá nhân, mà là từ đạo nghĩa. Cô thấy bản thân mình công tư phân minh sao? Lục Lệ Thành, tôi đã nói với anh nhiều lần rồi. Xin anh đừng nghi ngờ phẩm chất nghề nghiệp của tôi. Xin lỗi, tôi mệt rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi thu lại lời tôi vừa nói. Hai người có thật sự không? Tôi không biết anh đang nói gì. Chuyện cô và Alex yêu nhau, tôi đã biết rồi. Đây là chuyện riêng của tôi. Tôi lấy thân phận người ngoài cuộc nhắc nhở cô một câu. Lúc mới bắt đầu yêu,
đừng nên bỏ ra quá nhiều. Giữa hai người, ai bỏ ra nhiều hơn sẽ là người bị tổn thương nhiều hơn. Tôi không quan tâm. Nếu đã yêu rồi thì sẽ không sợ tổn thương. Không bỏ ra tình cảm thì có gọi là yêu không? Rốt cuộc là cô chưa yêu bao giờ, hay là do không hiểu lời tôi nói? Tôi nói với cô mấy lời này là kinh nghiệm của người đi trước. Sao hả? Anh rất hiểu về chuyện tình yêu sao? Kinh nghiệm tình yêu của anh rất phong phú à? Vậy sao không thấy bên cạnh anh có cô gái nào? Anh dẫn một người tới đây cho tôi xem thử đi. Cô nghỉ ngơi cho tốt. Người gì thế? Khó hiểu. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không nằm trong vùng phủ sóng. Sao lại không gọi được chứ? Xin chào. Anh Tần xin chào, tôi là Tô Mạn đây. Tô Mạn xin chào, lâu rồi không gặp. Lâu rồi không gặp. Hứa tổng có đó không? Tôi gọi vào di động cho cô ấy không được. Cô ấy ra nước ngoài rồi. Đi nước ngoài? Khi nào vậy? À, vừa đi hôm qua. Cô ấy đi làm gì? Theo như tôi biết thì bạn trai đi công tác, cô ấy đi theo chơi thôi. Tôi biết rồi. Được rồi, tôi không có việc gì, gọi cho cô ấy sao vậy? Cảm ơn anh, tạm biệt. Tạm biệt. Kỳ lạ thật. Sao vừa mới về mà mọi người đều đi nước ngoài hết rồi? Ăn cơm thôi. Mạn Mạn à, con ăn thoải mái đi ha. Con xem nè, đều là món con thích đó. Đối với một người phải ăn hamburger trong 2 tháng, chỗ thức ăn này chính là niềm vui lớn nhất đó. Cha, ba nấu ăn đúng là ngày càng xa xỉ đó. Thịt sườn vừa to vừa nhiều thế này phải ăn bao lâu mới hết đây? Con cũng biết ít người hả? Vậy thêm một người nữa đi. Lại nữa rồi. Ôi trời, mấy món ăn này không ít, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Thiếu cái gì ạ? Nếu mà có người có thể cùng ba uống một chén thì cuộc sống này tươi đẹp biết mấy. Cuối cùng thì con cũng hiểu rồi. Bây giờ là ép cưới, ép theo chiêu mới rồi. Ba mẹ yên tâm đi. 2 ngày nữa con sẽ dẫn một chàng rể tươi ngon mới ra lò về đây. Hả? Lần này con nói thật chứ? Hả? Tốt rồi. Lần này đi nước ngoài được mấy ngày đã tìm được cho ba mẹ một chàng rể tây sao? Ba, anh ấy không phải người nước ngoài. Vậy là ai? Người thế nào? Làm việc ở đâu? Nhà ở đâu? Điều kiện thế nào? Mau mau nói cho mẹ nghe đi. Đừng vội. Anh ấy tất nhiên là đẹp trai, công việc cũng không tệ. Quan trọng là mấy điểm này con đều không để ý lắm. Vậy con để ý cái gì? Hả? Nhân phẩm anh ấy rất tốt, cũng rất chân thành trong tình yêu. Anh ấy là người có đạo đức, vừa có tài hoa vừa có học thức. Ồ, được được được. Mạn Mạn của chúng ta không coi trọng vẻ bề ngoài. Bà ủng hộ con. Nhưng về phương diện vật chất cũng không thể không suy nghĩ chứ. Mạn Mạn à, cậu ta làm gì vậy? Anh ấy làm chung công ty với con, là cấp trên của con. Nè, nghe có vẻ cậu ta khá tốt đó hả? Có thể là tầng lớp cấp cao ở công ty của Mạn Mạn. Người này nhất định rất xuất sắc. Ôi trời ơi, thế thì tốt rồi. Mạn Mạn cuối cùng cũng có nơi có chốn rồi. Mẹ cũng có thể yên lòng rồi. Nào, Mạn Mạn à, khi nào đưa cậu ta về nhà?
Bà vẫn còn dài tuyệt chiêu, chưa sử dụng đâu. Đừng vội, mấy hôm nay anh ấy đi công tác rồi. Đợi anh ấy về, con sẽ tìm cơ hội đưa anh ấy về nhà ăn cơm. Tốt quá rồi. Bà xã à, đem chai Mao Đài của nhà chúng ta ra đây. Được, được. Hôm nay tôi nhất định phải uống một ngụm. Bà à, bà không thể uống rượu, bác sĩ nói. Không không, hôm nay là trường hợp đặc biệt. Vui mà, chuyện vui, chuyện vui. Nào nào nào, ăn nhiều một chút, ăn nhiều chút nha. Mau ăn đi. Xin chào. Xin chào mọi người, tôi về rồi. Cha, về rồi à, còn mang quà về nữa sao? Chị Mạn Mạn về rồi, phải đó. Cha, sao chị lại tốt thế? Cảm ơn nha, cảm ơn chị. Cậu xem cái này đi, được đó. Cái này cho cậu, cho tôi một cái này cho tôi thích cái này. Tôi thích cái này là của tôi. Rồi rồi rồi, chờ chút nữa chia đi, được rồi. Lúc nào tan ca hãy lấy, được rồi. Vậy tôi giữ cái này trước nha. Được thôi. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không nằm trong vùng phủ sóng. Xin vui lòng gọi lại sau. Mạn Mạn, sao trong chị không có tinh thần gì hết vậy? Có thể là do chưa thích nghi trên lệch múi giờ thôi. Vậy à? Hân Nhi à, cô có biết Alex khi nào về không? Tôi không biết. Chuyện của Alex sao tôi biết được? Có lẽ thiếu soái có thể biết đó. Sao hả? Anh muốn nghỉ phép mấy ngày. Tại sao? Tôi có chút chuyện, lát nữa gọi lại cho anh sau. Có chuyện gì? Bây giờ toàn bộ bộ phận đầu tư đều do anh phụ trách. Cái này là hóa đơn công tác phí lần này của tôi. Tôi muốn phiền anh ký giúp một chút. Quy định của công ty cô quên rồi sao? Hóa đơn công tác phí thống nhất là ngày 15 hàng tháng nộp cho Helen mà. Cô chưa đi công tác bao giờ sao? Cảm ơn. Báo cáo của chuyến công tác này, Alex không có ở đây, tôi nên báo cáo cho ai đây? Hay là chờ anh ấy về? Khi nào anh ấy về vậy? Anh có biết khi nào anh ấy về không? Anh ta không nói cho cô biết sao? Không có. Tạm thời tôi chưa liên lạc được. Tôi cũng không biết. Chuyện Alex đi công tác là anh ấy tự sắp xếp. Tôi cũng không nói được khi nào anh ấy về. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Là tôi. Lúc nãy anh nói muốn xin nghỉ đúng không? Đúng. Tôi vừa từ Singapore về. Trong nhà có chút chuyện, có thể cho tôi vài ngày phép không? Được thôi. Ở công ty, chuyện của anh tôi có thể tạm thời tiếp nhận. Được, cảm ơn. Có điều, tôi có chút chuyện muốn gặp anh. Nói chuyện. Tối nay rảnh không? Được. 8 giờ ở dưới nhà anh nha. Được, tạm biệt. Tống Dực,
Có đẹp không? Đẹp lắm, rất hợp với em. Vậy anh lại chọn giúp em túi sách và giày cho hợp đi. Em vừa mới về đã mua sắm. Ở Singapore mua chưa đủ sao? Đâu có giống nhau. Em phải giới thiệu anh với bạn tốt nhất của em, chị em của em, còn có bạn trai của cậu ấy nữa. Bốn người cùng ăn tối, hai đôi yêu nhau. Đương nhiên là em phải mặc đẹp một chút. Anh cũng phải mặc đẹp đó. Tìm tôi có chuyện gì? Ở nhà có chuyện gì mà phải xin nghỉ phép một tuần? Tôi thấy anh không phải là ở nhà có chuyện, mà là trong lòng có chuyện đó. Đây là chuyện riêng của tôi. Mấy hôm nay Tô Mạn vẫn luôn tìm anh. Cô ấy hỏi tôi anh ở đâu. Đương nhiên, đây là chuyện riêng của anh. Anh có quyền không trả lời. Nếu trong lòng anh tự thấy không có vấn đề gì, anh đã có thể dành cả ngày cuối tuần để bay sang New York. Chắc là không thể phủ nhận mối quan hệ với cô ấy chứ. Vậy còn cô gái lái chiếc xe mui trần kia thì sao? Tống Dực, việc này không liên quan tới anh. Giữa đàn ông với nhau, thẳng thắn chút đi. Nói cho tôi biết, tại sao đã có Tô Mạn mà còn đi tìm cô khác? Anh cũng nói đây là chuyện giữa đàn ông, sao còn đến chất vấn tôi? Anh không có lương tâm hay là không có đủ dũng khí nên mới không dám ra mặt? Cô ấy một lòng một dạ bên cạnh anh. Tô Mạn mới đi New York có mấy ngày, anh đã nhanh chóng yêu người khác. Anh và Tô Mạn chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Anh không hiểu được đâu, tôi không thèm hiểu mấy chuyện này. Không ngờ anh lại giả dối như vậy, tôi thấy không đáng cho Tô Mạn. Anh có biết cô ấy thích anh nhiều thế nào không? Mấy hôm nay không tìm thấy anh, cô ấy như thế nào? Nếu như anh còn là con người, anh lấy quyền gì mà quản chuyện của tôi? Anh thích Tô Mạn phải không? Thích tại sao không nói? Việc này không liên quan tới anh. Tô Mạn vẫn đang chờ anh. Cô ấy vẫn đi hỏi thăm tại sao anh chưa về. Nên làm thế nào thì tự anh rõ. Nếu không tôi thề, cứ xem như tương lai tôi không tiếp tục được làm trong ngành này nữa, cũng phải khiến cho anh thân bại danh liệt. Mày cứ bơi qua bơi lại, rốt cuộc là đi đâu chứ? Khi nào mày mới chịu bơi về đây? Vậy nên làm việc tốt biết bao đó rồi. Niu à, giờ này anh đang ở đâu?
Sao gọi vẫn không được thế này? Anh yêu à, anh đang ở đâu? Em nhớ anh nhiều lắm. Em lo cho anh. Lúc nào em cũng tự nhủ với bản thân, anh chỉ đi công tác nên không tiện liên lạc được. Nhưng em không chịu được, em thấy sợ lắm. Anh yêu của em, hãy cho em biết giờ này anh đang ở đâu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì với anh vậy? Anh đang ở đâu? Anh nói anh không bao giờ muốn gặp lại em nữa. Không bao giờ. Sao vậy? Em sao vậy? Ai lại làm em tức giận vậy? Anh nói xem. Đã hẹn cùng đi du lịch rồi, vậy mà còn tự ý thêm giờ nữa. Nhưng công ty tạm thời sắp xếp vậy, anh cũng không còn cách nào khác. Bây giờ chẳng phải anh đang bên cạnh em sao? Bây giờ có tác dụng gì nữa? Vé máy bay và cả phòng em cũng đặt dư thừa rồi. Muốn đi thì anh đi một mình đi. Tiểu Thu, em thấy anh chăm chỉ làm việc như vậy là vì điều gì? Chẳng phải vì hai chúng ta sao? Em cũng nên hiểu cho công việc của anh, đừng tức giận vô cớ vậy nữa chứ. Tháng này anh chỉ gặp em có đúng một lần, vậy mà cũng là em vô cớ sao? Dù sao mỗi lần xảy ra chuyện gì đều là do em hết. Trước giờ anh có nghĩ cho lập trường của em không? Nè Tiểu Thu, Tô Mạn, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Tôi muốn tuyên bố một chuyện. Hôm nay Tống Dịch có việc nên xin nghỉ phép nữa. Tính tới hôm nay là một tuần. Công việc của anh ấy tạm thời sẽ do tôi tiếp quản. Còn chuyện gì nữa không? Không, không có gì. Không có gì. Cứ vậy đi, tan họp. Alo, cậu về rồi sao? Cậu chờ chút, đừng vội tắt máy. Alo, cậu đi đâu vậy? Chẳng có chút thông tin nào cả. Người ta đi chơi với bạn trai mà, chẳng phải vừa về đã gọi ngay cho cậu rồi sao? Trọng sắc khinh bạn là truyền thống tốt đẹp của chúng ta mà. Cậu tận hưởng cuối tuần ở New York không phải cũng chơi trò mất tích sao? Được rồi, coi như là cậu có lý đi. Cậu nói đi, khi nào mới chịu gặp phụ huynh đây? Tối nay đúng 8 giờ. Mình hứa với đại tiểu thư đó sẽ long trọng dẫn theo cả người yêu ra mắt nữa. Nè, cậu cũng phải dẫn theo người yêu tới đó. 8 giờ tối nay sao? Đúng, 8 giờ tối nay. Đừng nói với mình là làm thêm giờ hay gì đó nha. Cho dù phòng giao dịch chứng khoán với Mỹ có phá sản, cậu cũng phải tới đó, nghe rõ chưa? Nhưng mà bạn trai mình chưa về. Thôi không sao đâu, dù gì sau này vẫn còn cơ hội, bốn người chúng ta bên nhau mà. Tối nay cứ một mình cậu tới đi, để chúng ta xét duyệt trước. Vừa khéo để tối nay cho anh ấy thể hiện một chút bản lĩnh chăm sóc phụ nữ của anh ấy, ha? Được rồi, vậy mình quyết định vậy đi. Ừ, cậu nhớ trang điểm thật đẹp đó, càng lộng lẫy càng tốt.
phải trang điểm cho thật kỹ vào. Biết rồi mà. Ờ, vậy mới phải chứ. Được rồi, tạm biệt. Táo đâu? Anh xem kìa, sao lại không cẩn thận vậy chứ? Đi đường trời mưa cũng bị ngã. Người khác không biết lại tưởng là anh đi đánh nhau đó. Đi gặp người chị em tốt nhất của em nên ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Anh cũng là người trần mắt thịt, sao tránh được việc té ngã chứ? Hơn nữa đây lại là chị em tốt của em, sẽ không để ý lắm đâu. Em thấy đúng không? Tối nay có chuyện gì không? Mời cô đi ăn cơm một bữa. Gần đây biểu hiện của cô rất tốt. Chức vụ và cả sắp xếp công việc sắp tới, tôi muốn bàn với cô một chút. Xin lỗi, tôi có hẹn với bạn rồi. Bữa ăn rất quan trọng, không thể từ chối được. Được, vậy hôm khác sẽ nói. Tôi đưa cô đi. Có gì muốn hỏi tôi sao? Alex, anh ấy vẫn ổn. Chỉ là đang sắp xếp chuyện cá nhân. Cô ấy là bạn tốt nhất của em, giống như chị em. Có lúc lại giống như mẹ trẻ vậy, cào nhào dạy dỗ. Bạn thân thường như vậy mà, giống như người nhà vậy. Nhưng rồi có lúc lại không giống như người nhà, chỉ biết kể lể tật xấu của em. Đúng vậy, tất cả những gì ba mẹ em nhìn thấy cũng toàn là nhược điểm của em thôi. Nhưng cô ấy thì lại rất hiểu em. Ở bên cạnh cô ấy, em cảm thấy rất là thân thiết. Chào cô, xin hỏi có đặt trước không? Tôi muốn tìm cô Hứa. Mời sang bên này. Nghe em nói nãy giờ mà anh vẫn chưa biết tên cô ấy là gì. Cô ấy tên... Cô ấy tới rồi kìa. Mạn Mạn. Tại sao lại là anh ấy?